Có biết thôi chứ không có quen, À, biết biết trong đồng nghiệp với là vợ làm chung với vợ em thôi. là cũng là giáo viên. Dạ. À, người ta ngồi sát vợ em. Dạ thì trong lúc hát thì em ngồi bên này, xong em ngồi riêng với mấy thầy kia, còn vợ em ngồi bên kia, mà ông kia thì ông hát xong ông lại ngồi sát với vợ em, xong em mới nói là sao mà có anh đó mà ngồi như vậy được. À, Sáng em sau em cũng có quỳ xuống em xin lỗi, em nói là thôi thôi anh lỡ trong lúc say anh nóng rồi thôi, cũng có gì bỏ qua cho em, cũng xuống nước em lơ kêu bỏ qua cho em đi. dạ Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn trong mùa nước. Thì hôm nay Công Trần tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em trai đến đây nhờ sự giúp đỡ của anh Nguyễn Thanh Hải cũng như Công Trần cùng với các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương để đăng tải nội dung tìm kiếm một người vợ là giáo viên và các người con của mình các bạn. Câu chuyện như thế nào thì kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết video này ạ. Xin chào em. Em có thể em giới thiệu là em tên là gì và hiện nay em đang sinh sống tại đâu? Em tên là Phan Đình Cường, hiện đang sống ở ấp 9 xã Lên, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Em có thể em chia sẻ rõ cái câu chuyện hôm nay em về đây. Em hôm nay về đây nhờ mong các anh giúp đỡ em, cho em tìm lại vợ với con của em để về cho vợ coi các con đi học với vợ em mới quay về với đi về với tìm ra vợ em về. Em có thể em giới thiệu là vợ của em là tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ em tên là Phương Thị Hồng Phúc, 1991, 30 tuổi. Rồi. À, cái công việc của vợ em là trước đây là làm công việc gì? Công việc của vợ em là giáo viên Giáo viên ở ở đâu? ở xã An Linh, Xã nào em? xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Rồi, xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Dạ. Rồi. À, rồi còn các người con của em, là con của em là họ tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Trai hay gái? Con gái đầu của em tên là Phan Ý Vi, năm nay 6 tuổi. Con trai của em tên là Phan Nguyên Khang, năm nay 5 tuổi. Rồi, hai bé, một bé 5 tuổi, bé 6 tuổi. Dạ. Rồi. Em có thể chia sẻ rõ cái câu chuyện lý do tại sao mà vợ em bỏ đi, em có biết không? Nói chung là vợ em cũng có mâu thuẫn với nhau, cũng em cũng chỉ có ghen thôi, em cũng ghen tí rồi hai vợ chồng cứ cãi nhau hoài ở Mỹ mà cũng này kia nữa nên cãi nhau rồi vợ em giận nên nó bỏ đi, đưa hai đứa con đi. Có nghĩa là cái câu chuyện mà xảy ra mà vợ em bỏ đi mà dắt thêm hai người con đi, đó là cái câu chuyện mâu thuẫn vợ chồng, phải không ạ? À, vợ chồng em trước đây sống quá thường xuyên có xảy ra mâu thuẫn xích mích với nhau không? Thì nói trong trong cuộc sống thì cũng có đôi lúc cãi vã thôi chứ không, cũng cãi nhau thôi chứ mà không không có đi. Trước đây là có thường xảy ra, có thường không? Cũng mấy năm rồi anh, Mấy năm này là hai không, năm rồi. 2 năm này là không Dạ. có Dạ. ha. À, nhưng mà mới đây là gần đây nhất là ngày bao nhiêu em? Em có nhớ ngày không? Mấy khoảng tuần, 2 tuần, 3 tuần nay. 3 tuần nay Dạ. là có xảy ra mâu thuẫn, ở Dạ. đỉnh điểm là cụ thể em sao? Là em lúc mà đi hát thì em cũng có ghen, Là vợ em đi hát. vợ em đi hát rồi em có em nữa nhưng mà có ông kia ông ngồi đến sát với vợ em mà em nói là sao rồi đi chơi mà để ngồi ngồi chung vậy mà em không có phản ứng gì hết, xong rồi em mới ấy, thế là cũng từ đó cãi nhau với thứ hai nữa, cũng một phần là do công bữa sau mấy lần sau công việc của em nó không tốt nữa mà cứ cứ cãi nhau mà nó nói chung là đôi lúc nó cũng chửi em mà em Vợ cũng em giáo viên mà chửi em cụ thể làm sao? thì nói em là sao không đi làm nó, nhưng mà em nói là anh chỉ có mới thất nghiệp được có 2 tháng, 2 tuần nay thôi, 2 3 tuần nay thôi, thì từ từ để anh kiếm việc anh làm chứ bởi thấy đầu năm giờ làm có nghỉ ngơi gì đâu, thì nghỉ 2 tuần lúc thơ những lúc mà khó khăn để cần nhau chứ đâu phải là những cái lúc mà ấy thì nó đâu có nói làm chi. Đó là em thắc mắc là vì lý do là cái vụ việc mà hai vợ chồng đi hát đúng không ạ? Dạ. Đi hát mà đó lại có một người đàn ông khác thì cái người đó là em có quen không? Có biết thôi chứ không có quen, À, biết biết trong đồng nghiệp với là vợ làm chung với vợ em thôi. là cũng là giáo viên. Dạ. À, người ta ngồi sát vợ em. Dạ thì trong lúc hát thì em ngồi bên này, xong em ngồi riêng với mấy thầy kia, còn vợ em ngồi bên kia mà ông kia thì ông hát xong ông lại ngồi sát với vợ em, xong em mới nói là sao mà có anh đó mà ngồi như vậy được, xong rồi vợ em cứ kiểu cũng cứ nói những câu với em khó nghe nên thành Là ra nói cãi tại nhau. tại trong karaoke hay là Dạ. tại trong đó Dạ.
Xong mà về nhà có xảy ra mâu thuẫn không hay là sao? Thì về nhà cũng có cãi nhau đó thôi, cãi nhau rồi cứ em cũng sáng hôm sau em dậy em xin lỗi, sáng hôm sau em cũng có quỳ xuống em xin lỗi, em nói là thôi thôi anh lỡ trong lúc say anh nóng rồi thôi cũng có gì bỏ qua cho em, cũng xuống nước em lơ kêu bỏ qua cho em đi, rồi cũng cứ không chịu mà cứ dằn vặt riết em. Sáng em gần 2 tuần mà Là cái hôm đó em xin lỗi vợ em xong thì vợ em có phản ứng gì không? ông vợ vợ em nói tôi không cần, nói chung là cứ cứ kêu là vợ em kêu không có cần, cứ đòi ly thân đồ với em. Trước đây vợ em có từng bảo là ly thân ly hôn gì không? Trước đây thì không bao giờ Trước đây không không bao giờ có, mà có. mới hôm đó mới xảy ra chuyện như vậy để về vợ em mới bỏ ly thân mới ly hôn đúng không? Em đã tìm kiếm vợ em ở đâu rồi mà vợ em đi ngày đó là ngày bao nhiêu? Ngày 27 tháng 3 em đi kiếm những bào những cái Từ tháng 3. 27 tháng 3. À quên, ngày 27 thứ 3 ngày 27 tháng 9. Dạ, 27. 2022. Từ 27 tháng 9. Dạ. Khoảng một tuần nữa đại đây. 27 tháng 9 hôm nay là mới mùng mấy tháng 10. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Vậy là vợ em mới đi đây trong vòng một Dạ tuần. mới mới đi trong tuần này. Vợ em đi là đi ban ngày hay ban tối, mà đi có cầm theo có gì đi không? Vợ em đi bên ngày, lúc em đi Em có làm biết không? thì vợ em lúc em đi khám bệnh ở trên bệnh viện Hồ Hảo thì em đi về nhà khoảng 3 giờ là thấy dọn đồ đi hết. Là về 3 giờ chiều hả? Là phát Không, hiện là vợ em em về đi. tới 3 giờ chiều. Là đã phát hiện là vợ đi rồi. Nhưng mà em biết là vợ em đi lúc 9 giờ rưỡi. 9 giờ rưỡi là đi bắt đầu đi. Em phát hiện là vợ đi từ lúc 9 giờ rưỡi. Em có đi tìm á, em tìm em hỏi người này người kia. Rồi, vợ em đi là đi mang theo những cái gì? Vợ em mang đi theo mang 2 đứa con với quần áo với những dụng cụ cá nhân với là toa tủ máy phát đồ, nói chung dùng những cái lên vặt vặt đồ á. Có xe pháo gì không em? Có một chiếc xe. Cụ thể là xe gì em có thể cho tất cả mọi người biết rõ cái câu chuyện là xe gì? Xe phu chờ màu đen. Biển số bao nhiêu? Em không nhớ biển số luôn hả? 61F1 48833. Vợ đem theo 2 người con đi và rất nhiều đồ. Có phải là vợ em cũng đã chuẩn bị tâm lý đi rồi. Đúng không? Em có biết là trước khi em đi làm ngày hôm đó, em có biết là vợ em chuẩn bị đồ đi không? Có chuẩn bị không? Không, em không 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 có nghĩ là đi, em không có nghĩ là em cứ thấy em nghĩ là thì cũng vợ chồng cứ cãi vã nhau xong rồi thôi, chứ đâu có nghĩ là ở nhà mà đi mà mang 2 đứa con nó đang tuổi ăn tuổi học mà mang đi như vậy được. Hiện nay ấy, em đã đến trường để tìm vợ em, xem vợ em hiện nay còn dạy ở trong đó trong trường không? Không, tôi ở trường là gần nhà em, còn em đi kiếm là em đi kiếm những cái chỗ bạn học với trường cũ với những cái người chị ở trên này bên trên thành phố Bình Dương. Trong trường đó em có tìm không? Có hỏi không? Có em hỏi khắp nơi hết, em hỏi đi tìm Mọi người họ. nói em làm sao? Dạ. Mọi người nói em làm Mọi sao? người nói với em là trời, thấy tự nhiên nó cũng không biết lý do tại sao mà nó tự nhiên là nó đi như vậy, nó hành xử như vậy nữa. Con đang học mà tự nhiên là nỡ lòng bỏ dẫn con đi Một như bé vậy. học lớp 1 đúng không? Dạ, bé 6 học lớp tuổi học lớp 1. 1 và Dạ. bé 5 tuổi đúng Dạ. không? Rồi thì bây giờ thì những cái việc mà mình nóng như vậy á, là em đã nhận là em sai rồi. Dạ. Đúng không? Còn dù rằng vợ em có ngồi sát hay không thì cái chuyện đó thì nó là bình thường thôi, bởi vì không có cái gì gọi là ảnh hưởng gì cả, chẳng qua là em ghen đúng không em, vì vậy cho nên là cũng có thể là do công việc là em áp lực, vì vậy cho nên mình có nóng nảy, có thể là những cái lời nói mà hành động hoặc cử chỉ cái gì có thể là xúc phạm đến vợ đúng không ạ? Thì vì vậy Thì đến cũng nói chung mà vợ chồng em cũng xúc phạm, cũng hai người cứ nói qua nói lại, cứ cãi qua cãi lại vậy đó, cứ cãi đôi lúc em cũng nóng nói những cái câu vừa khó nghe quá em cũng chịu không nổi, thì em cứ chỉ có bực mình quá em mới 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 mới, mới đá bể có một cái quạt thôi, em có đập đồ đúng em không? có nóng quá giờ mới đá có cái đá cái quạt nó nằm xuống ngã xuống thôi. Rồi thì hôm nay em có điều nào em muốn chia sẻ ở đây ở trên kênh của anh cũng như nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương, em nói chuyện thẳng thắn cho vợ và con em biết được
thông cảm được, có thể bỏ qua cái lỗi lầm của em đã trong những ngày vừa qua đã mắc sai lầm, để vợ em có thể là nghe được, xem được cái video này, vợ em sớm quay trở về đoàn tụ với em, hiểu không? Dạ. Thì hôm nay em đến đây cũng mong nhờ các anh hiệp sĩ ở Bình Dương giúp đỡ cho em tìm vợ, và mong rằng được vợ em, được gặp vợ em, mà em rất mong được vợ con về với đoàn tụ với nhau, cho con cái nó ăn học đàng hoàng. Rồi anh hứa sẽ cố gắng kiềm chế rồi bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Hiện nay á là em là người sai, đúng không ạ? Bởi vì em có những cái hành động của mình, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là giờ phút này thì em cũng biết là nhận rồi. Thì hy vọng là vợ của em ở đâu đó xem được cái video, người chồng đang tìm kiếm vợ và con của mình, thì có thể sẽ liên hệ cho em. Nếu không thì có thể sẽ liên hệ cho anh Nguyễn Thanh Hải, cho anh Công Trần TV. Để mọi người có hướng giải quyết một cách tốt đẹp nhất. Hy vọng để cho con của em có cha, cho em tìm được vợ. Em còn mong muốn điều gì nữa không? Em mong muốn là chỉ có ước vậy thôi, chỉ có ước là mong là vợ em với con em nó quay về để cho gia đình nó vui vẻ đoàn tụ, cái có cha có con mẹ với nhau. Em đã tìm về quê chưa? Quê là quê của vợ em ở đây. Đúng rồi. Dạ. Em đã tìm hiểu hết chưa? Em đi tìm hả anh? Đi em tìm đi, chưa? Em đi tìm khắp nơi hết anh. Đến đi nhà tìm... ba mẹ vợ chưa? Ba mẹ vợ em ở gần đó, gần nhà em. Đến rồi. Thì ở ở gần nhau mà cách nhau có ấy à? Có mấy trăm mét à? Em có hỏi không? Em có hỏi ba, nhưng mà ba thì không có biết, ba không có biết, chỉ có mẹ thôi. Mà em nghĩ là chắc mọi người biết hay sao đó, mà em cũng không biết giấu em hay không thì không, thì em không biết. Nhưng mà em có đi tìm xuống dưới nhà bà chị, với bà chị ở dưới Tương Bình Hiệp, mà em có tìm mấy ngày liền không có. Xong em đi tìm chỗ những cái người bạn học, bạn bạn lúc trước mà dạy ở dưới Lý Thiêu cũ, em đi tìm mà cũng không thấy. Em mong muốn nhất là, em có mong muốn là vợ em về không? Về là chắc chắn là em sẽ sửa đổi, đúng không? Không có những cái cử chỉ hành động mà làm cho vợ buồn, mà phải ôm ba người con đi một cách như vậy. Đến giờ phút này phải nói là nhận thấy những việc làm của mình là quá sai. Vì vậy nên vợ em hiện nay đang công tác ở tại trường, đang là giáo viên, và cũng phải bỏ việc để có thể đi tìm một cái công việc khác, đúng không ạ? Có thể bỏ việc để tìm một công việc khác là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là có thể là con của em đang học mà hiện nay còn không được học, mà con đi theo mẹ, mẹ dắt con đi. Bây giờ thì không biết là bé cuộc sống như thế nào, đúng không ạ? Thì anh cũng chúc em cùng với gia đình mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Hy vọng trong những ngày sắp tới thì các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương cũng như Công Trần đăng tải cái video lên, được sự lan tỏa nhiều hơn nữa, để vợ và con của em biết được thông tin, sớm quay trở về đoàn tụ cùng em. Em xin cảm ơn các anh hiệp sĩ ở Bình Dương đã nhiệt tình giúp đỡ em. Dạ, Công Trần xin kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.